và đánh giữa với máy pha Demi-Line này để cho các bạn có thể cảm quan được là cái chất lượng sản phẩm của cái máy pha này so với những cái máy đỡ cao hơn nó cũng sẽ không khác nhau là mấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành việc. Đầu tiên, khi các bạn sử dụng máy xay, đầu tiên là hãy bật nút nguồn lên nếu như ở trong bồn chứa đã hết cà phê rồi. Còn nếu như mà nó chưa hết cà phê thì các bạn hãy ngả hết cái phần cà phê đang còn trong bồn chứa trước đã, sau đó thì mình mới bật máy xay lên để xay tiếp. Cái việc làm như thế này thì nó sẽ cho các bạn tiết kiệm hơn, nó không bị thừa cà phê trong bồn chứa này. Với một lượng cà phê với tay đôi thì các bạn sẽ lấy một lượng khoảng độ 18-20g. Nếu như lấy bằng tay như thế này thì rất là khó để biết được đâu là 18, đâu là 20. Thì là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để cân bằng tay như thế này. Đối với tay đôi như thế này thì các bạn sau khi lấy cà phê xong thì sẽ lấy ngón tay mình sang đều một cà phê ra trước đi. Sau đó mà các bạn mở cái nắp bồn chứa này ra, mình dùng cái ngón này mình gạt cái bột cà phê này, sao cho mà khi mình gạt xong cái phần cảm quan phía trên này nó sẽ hơi phồng lên phía trên một chút. Như vậy là các bạn đã lấy được một lượng cà phê khoảng độ rơi vào 18-20. Còn nếu như các bạn sử dụng máy tự động thì nó sẽ tối ưu hơn cái phần đấy rất là nhanh. Các bạn thích 18 mà ra 18, thích 20 sẽ ra 20 luôn. Và đấy, tất nhiên là các bạn sẽ bớt được cái thời gian mà mình làm như này. Khách có đông thì khá là sốt ruột. Rồi, sau khi đã lấy được cà phê xong thì mình sẽ nén nó xuống. Với một lực nén sẽ tỷ lệ thuận phù hợp với cái độ khô mịn mà mình đã điều chỉnh. Chú ý khi nén là mình nên nén thẳng và hơi xoay một chút. Rồi, tiếp theo lắp lên máy pha. Khi lắp lên thì các bạn cầm cái chuôi này, cầm cái tay pha này nó song song với mặt đất và hơi chếch cái chuôi sang bên trái và nâng đều lên vặn sang bên phải, như vậy là con đã có thể lắp được vào rồi. Chứ các bạn không cần thiết là phải ngó xuống để xem là cái vặn nó ở đâu đâu. Bởi vì việc làm như vậy rất là khó. Cầm thẳng, xoay sang trái, nâng đều lên, xoay sang phải. Thế là xong. Được. Ở đây mình đang dùng là tay cầm đôi. Vì vậy mình sẽ sử dụng có hai ly cà phê này, nhưng ở đây mình chưa cài đặt được nút tự động cho nó, cho nên mình sẽ sử dụng cái nút có hình bàn tay này để chảy ra một lượng nước mà mình mong muốn. Rồi, bạn có thể thấy là cái tốc độ dòng chảy của nó cũng rất là đều. Đây là cái cà phê mình vừa mới chiết xuất ra. Lớp crema nó rất là ổn định, không bị tan, không bị vỡ, rất là vững. Cũng không thua kém gì so với những cái máy tự động cả. Rồi, tiếp theo mình sẽ sử dụng cái chức năng vòi hơi để đánh sữa. Khi mà thực hiện thao tác đánh sữa thì việc đầu tiên là các bạn hãy xả cho mình một chút hơi ra để cho những cái bụi bẩn nó được bay đi. Sau đó thì mình mới sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh sữa với cái máy này. Hơi rất là đều, không thua kém gì so với những máy tự động. Mà thời gian mình đánh vừa rồi nó chỉ rơi vào vài giây thôi, 7-9 giây thôi, không thua kém gì so với những máy tự động cả. 7-9 giây rất nhanh. Và đây là cái sữa mình vừa đánh ra, nhiệt độ rất là ổn, không bị nóng quá nhanh, rất là dễ cho những người mới sử dụng. Và độ ngậy độ bóng thì là do cái hơi nó đều mà, và cái lực nó mạnh nữa, cho nên là sữa và bọt được trộn đều, không thua kém gì máy tự động hết. Bây giờ mình sẽ hoàn thiện nốt cái ly đồ uống này nhé.
Vừa hoàn thiện xong một ly đồ uống latte có sử dụng chức năng chiết xuất và chức năng nánh sữa, và cái chất lượng của nó thì hoàn toàn không khác biệt thì so với những cái máy đắt tiền, những cái máy tự động cả.